chào chị. Em tên là Nguyễn Thị Kiều Diễm. À, em vừa kết thúc chương trình học lớp 12 ở Việt Nam và em đang chuẩn bị lên máy bay đi qua Singapore để học về chương trình cử nhân và chị marketing của trường MIS. Em thích Singapore là bởi vì có khí hậu trong lành, môi trường học tập hợp lý, với lại bằng được quốc tế công nhận. Nhưng mà điều quan trọng nhất là em sẽ không biết đến Singapore nếu như không đến công ty Hằng Lương. Bởi vì công ty Hằng Lương đã giúp em rất là nhiều, đặc biệt là chị Hằng rất là tận tình trong việc hướng dẫn em từ khâu chuẩn bị visa đến khâu tân đo hành lý và mua máy bay. Cảm ơn công ty Hằng Lương và cảm ơn chị Hằng, đặc biệt là chị Hằng đã giúp đỡ em để em có ngày hôm nay bước lên sân bay. Em xong. Em tên là Cam Minh Trang, là sắp tới sẽ là sinh viên của trường OSAC tại Singapore và em sẽ tham gia khóa học Anh văn và cao đẳng quản lý tại trường. Khóa học của em sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 7 năm 2012. Khi có được visa thì em rất là vui, gia đình em cũng vui, nhưng nói chung là cái niềm vui đó không có diễn tả được. Và em rất cảm ơn công ty tư vấn du học Hằng Lương đã tận tình giúp em trong việc tư vấn về trường học. Khi qua đó sẽ sống như thế nào và tất cả mọi thứ thì em không biết nói gì hơn là cảm ơn công ty đã giúp em.